Mình lắm. 13 năm là bà mẹ thế là ông là trưởng với bà là được 13 năm thôi. Chúng tôi xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào các ông các bà. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai ông cháu làm thêm một số công việc mà hiện tại mấy anh em thợ là chưa xuống để mà làm nhà đấy các bác ạ. Và nhà của anh các anh thợ thì đến cái mùa vụ này các bác này. Mấy hôm nay thì đang cũng là cái mùa vụ này mà để làm ruộng ấy, thì tranh thủ là tối hôm qua với lại mấy ngày trước ấy là mưa, thành ra là mấy anh thợ tận dụng lại để mà làm xong ruộng đã rồi thì xuống để mà tiếp tục là cái công việc mà xây dựng nhà cho hai ông cháu của bác ạ. Như các bác theo dõi được những cái video trước thì các bác cũng đã theo dõi là hiện tại cháu Lực đã lấy được gạch và đã vận chuyển là để ra đằng sau của cháu Lực ở phía bên kia rồi các bác ạ. Hôm nay thì chú Toán với lại anh Phòng là đang đi mua mấy tời về để mà làm cái tời là từ tời từ trên chỗ tập kết vật liệu này xong rồi đến tận dưới nhà của ông ở dưới kia luôn thì sẽ không phải là vác nữa. Còn như cái khoản mà để mà tời như này, mua mấy tời ấy thì mấy anh em thợ là người ta tự làm, người ta tự mua thôi cô bác ạ, chứ không cháu Lực không trích tiền quý ra để mà làm. Ở đây thì cháu Lực là tính rằng là từ vận chuyển vật liệu từ trên kia xuống đến nền nhà của hai ông cháu rồi, chứ không phải là tính là vận chuyển ra đến đây. Mấy hôm nay thì các bác theo dõi video ấy thì cũng nhìn thấy là bé Mạnh là đi với cháu Lực rất là nhiều hôm rồi các bác. Hôm qua thì hôm nọ ấy là em ấy cắt tóc này các bác này, cắt tóc này thành chỏm ấy, thành ra là hôm qua cháu Lực là đi xuống dưới huyện là cho thợ là cắt lại, và đầu của Mạnh ấy là có trứng cháy, thành ra là cháu Lực là phải cạo như thế này để hết cái trứng cháy nó đi. Ở với ông thì gọi là ông cũng rất là thương Mạnh các bác ạ. Đấy, nhưng mà ông thì cũng chỉ lo được là ôi lo ạ, không nhìn thấy cái gì à, cái sơn đấy đừng có động vào nhớ chưa, cái này không được động nhớ chưa, tí nó bị ngứa đấy. Ông thì cũng chỉ là gọi là lo lắng cho Mạnh là về cái bữa cơm hàng ngày thôi, chứ không thể là chăm sóc Mạnh là chi li tỉ mỉ là từng tí một cả. Lên với cháu Lực thì hôm qua thì cũng được là hai chị là người Thúy là gửi tiền cho cháu Lực để mà đưa bé Mạnh là đi mua quần áo xong là đi chơi nữa. Và công việc hôm nay của cháu Lực xuống nên một tí nữa sẽ cùng ông là lên trên rừng kia để mà chặt một chút cây về để mà chuẩn bị làm cái lán cô bác ạ. Cái phần khoản này thì thưa cô bác là mấy anh thợ là không có tự lấy cô bác nhé. Ở đây thì là cháu Lực sẽ cùng với ông. Nào Mạnh, không được nghỉ cái này cơ mà, không được nghỉ cơ mà, không nhớ à, nhớ chưa, nhớ chưa? Rồi cây này không được nghỉ nhá, cây này ngứa nhá, rồi đừng có nghỉ cái này kia. Về cái phần về cái khoản mà lấy gỗ này cô bác này, lấy cây này thì cháu Lực với ông là sẽ tự lấy, thì không cho mấy anh em thợ để mà lấy nữa. Và cũng rất là vui mừng khi mà anh Phòng với lại chú Toán, và đặc biệt là anh Phòng của bác, anh Phòng thì có nói là hứa là cho ông, cho hai ông cháu là năm cây vầu ấy, thì là rừng của anh Phòng thì là ở trên này. Thì vừa rồi thì em Quân là đi xuống dưới nhà của ông trước rồi là đi lấy dao, thì bây giờ cháu Lực với cùng Mạnh là đi xuống. Mạnh thì có đội mũ không? Hôm qua thì đi xuống là quên mua mũ của bác ạ, thành ra là bây giờ phải đội tạm cái mũ của cháu Lực ấy, nhìn nó sẽ hơi to một chút. Có thích đội mũ này không? Hả? Có thích đội không? Không. Không thích đội. Không thích đội nhưng mà tí nắng ấy phải đội nhá. Rồi, cái nào thích thì mới đội cô bác. Đi, đi trước đi. Thế một tí Mạnh có đi lên rừng không hay là ở nhà? Đi. Đi á? Mà hay Mạnh chơi ở nhà đi. Nhà có đồ chơi mà. Cũng được à, các bác gửi cho Mạnh khá là nhiều đồ chơi các bác ạ. À.
tranh thủ là trời đang nắng thì để mình đi chặt luôn, một tí thì lại mưa. Và đặc biệt là không biết là nhà ông cháu là gọi là động thổ vào cái ngày như thế nào ấy, nhưng mà thưa cô bác, sau khi mà động thổ xong ấy, lấy được gạch xuống ấy là mưa khá là nhiều, mưa cứ dai dẳng dai dẳng thôi. Thì các bác cũng theo dõi rồi, nó không phải là một cái gọi là tâm linh gì đấy, mà nó đang là vào cái mùa vụ mà mùa mưa ấy. Mùa này là còn mưa ít thôi các bác, chứ không phải là mưa nhiều. Vào mấy đứa từ độ tháng 10 trở đi, từ tháng 6 đến tháng 10 các bác, thì nó sẽ mưa là nhiều hơn. À đâu, tháng 6 là vào, tháng 6 là hiện, tháng 6 là đang vào là cái mùa nắng rồi. Từ tháng 8 đến tháng 10 là vào cái mùa mưa, mà phải nói là mưa với gió báo rất là lớn. Còn đấy là đây đợi ông để mà cho ông với lại em Quân là lấy dao lên. Quân ơi! Quân à! Quân ơi! Đang làm gì đấy? À, Quân bảo là chặt ở dưới. Đi mạnh. Nhà ông thì hình như là không có bụi tre nào quá ạ. Đợt mà cháu Lực đi xuống là bà con là hình như là mới bắt đầu là chuẩn bị là trồng lúa đâu các bác. Mới bây giờ ngày đến ngày nào mà thấy là lúa là gần chín rồi đấy. Khi mà vào đến cái mùa vụ mà ở trên vùng cao này mà cánh đồng này các bác này chuyển sang màu vàng hết thì phải nói là rất là đẹp. Đi không? Đi thôi không? Vâng. Hôm qua cho xin anh thợ ấy, anh thợ bảo là cho 5 cây ấy. Vâng. Ông không đi dép vào à? Ông thì có vẻ là quen rồi các bác. Đi. Đi không? Lên trên rừng kia, lên trên rừng của nhà anh Phòng ấy ông ạ. Đấy, Quân đi trước đi. Dép mới, quần mới, áo mới. Mỗi tội mũ là không mới thôi. Hôm qua là quên mua mũ ông ạ. Ở với cháu được mấy hôm rồi đấy ông nhỉ? Đây buổi tối này cháu đeo cho ông cái này đi. Làm đầu trọc nữa. đầu có chữ cháy không? Sẽ phải cắt cho như thế. Gọi là không phải là đầu trọc ấy, là kiểu đầu ba phân một chút, mày nó dài ra thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thế mấy hôm nay ngủ một mình thì buồn không? Buồn không có. Nói chuyện với ai nữa. Không có người nói chuyện cùng nhỉ? Không say thì dậy hút thuốc. Thế là chứng tỏ là buồn buồn đấy không nhỉ? Đây, lên ở với cháu Lực thì ở lên trên, ở trên đấy các bác thì là sẽ va chạm và tiếp xúc là nhiều hơn. Còn ở dưới này thì chỉ có là ở với ông thôi đấy, nhưng mà phải nói là mạnh không ở cùng ấy, ông cũng rất là buồn. Nó gọi là một phần buồn nào đấy thôi. Còn đi với cháu Lực thì nó lại là một cái niềm vui khác. Một tí mà. Mày nữa mà mày mà đi học lớp 1 thì một tuần lại mới về một lần đấy ông nhỉ? Vâng. Thế mai phải đi đi thấy cây xin nó đi làm với cô Toan chị. À. Nó mới được học. À lấy phải photo à? Hôm nay ông đợi trường mới bảo là mới điện cho ông à? Gặp được trường thôi, điện đi. Gặp ở chợ á? Đi mà. Mạnh là hay hay thích là đi ngó con ông các bác ạ.
Này chặt mình chặt ở tít ra chặt ở trên này luôn hay là ở tận trên ông nhỉ? Đi xem cây nào to thì chặt thôi ông nhỉ? À vâng. Hay là mày không đi nữa? Bà cho ở nhà nhưng mà không chịu ở đâu các bác ạ. Đi đi. À, rất là muốn đi theo. Hay mày đi nhà Quyết chơi đợi đi. Mày có đi không? Không đi đâu các bác. Cây vô to đấy, hai người chiên một người cây thôi. Này một tí là chắc là trôi cây là trôi xuống đường kia thôi ông nhỉ, một tí á. Có nghe anh Phong nói là từ trên trên này đi là của nhà anh nhá. Thế anh bảo là trên này thì muốn chặt cây nào thì chặt. Nó bảo thuê trên này 3 triệu đấy là gọi điện cho nó đấy mà nó thuê thì có hai thanh niên nó bảo bắt cho nó bảo không. À không thuê nữa. À không thuê à? Mấy tuổi về thì à. Thì khóc tuổi rồi. Thế là vác từ dưới này đi xuống bên kia là người ta đòi 3 triệu không? Vâng. Đòi mấy anh thợ đấy á? Vâng. Đây cái đấy thì mình không quan tâm không ạ? Cái đấy thì mình khoán cho người ta hết rồi. Nói thế rồi. Vâng. Cái đấy thì mình khoán cho anh mấy em thợ hết rồi. Thế là vác gạch từ dưới này đi xuống bên kia là 3 triệu. Vâng. Ôi à. Không cao đấy nhỉ ông nhỉ? Mày ở đây trong gạch không? Hả? Đi nhanh lên, nếu mà đi này. Thực ra thì không muốn cho Mạnh đi cùng chút nào các bác ạ. Đi lên trên rừng mà, nhưng mà bảo Mạnh ở lại là Mạnh không ở ấy. Không biết làm sao được. Thấy ông thì đi đâu, thử theo đi. Đấy, cầm một quân cầm chút thạch đi này, sau một tí nữa lên trên nóng còn ăn. Đi đường này chứ không? Đi đường này lên đường này đi. Đi vòng lên đường kia. À đường lên trên này thôi nhầm. Ruộng nhau chắc là được gặt muộn hơn đấy ông nhỉ? Trước trồng muộn quá. Hầu như là bà con ở khu này trồng hết là ông ấy trồng. Cái con đường này là con đường mà ông đưa Mạnh để đi học ấy nhỉ ông, ở con đường này ấy. Đường đưa Mạnh đi học ấy. Đường chắc, đường vòng kia đó. Xa quá. Xa. Nhưng mà đường này lại dốc quá, dốc ấy. Thời tiết ra mấy hôm nay thì phải nói là rất là oi của bác ạ, thời tiết này ấy. Từ trên này đi à ông? Hả? À cái này là của ông bác à? Thế là của nhà anh Phong là tít trên kia à? Hôm nọ thì anh Phong là chỉ cho ông rồi các bác, thì ra là ông mới biết chỗ. Mấy cây này phải thì chặt ở đây luôn ông nhỉ? Cái to cái này.
Tí đây trôi từ từ thôi. Tí không dám thả một cái từ trên kia xuống đâu. Để chặt ra mấy cây nữa mày. Cái cây à? Tìm cái to cho chặt không ạ? Cái nhỏ thì thôi không chặt. Cái to mới bó chặt. Đây không? Từ đây đi là của nhà anh Phong á? Của chú Toán à? À có thế, của chú Toán với lại của anh Phong thì gần nhau đây nhỉ? Xem cái chỗ cái nó móc cái sợ mọc này mà. Móc không nhỉ? Cái nào? Cái to kìa? Không móc được không? Cái chặt nó phát nó đổ ở đây luôn. Mà chỉ chặt chèn á, lá nó để lấy giờ. Vâng. Ông gửi một lời chào tới các bác cái nào. Vừa rồi thì quên. Chào các bác các chị nhá. Thế là Mạnh đi ở với ông đi ở với chỗ như này ông cho đi không? Nó cho đi rồi mà, nó thấy ở được à. Không nhưng mà có nghĩa là ông muốn cho đi không? Ông chỉ muốn cho đi thì một mình ông ở nhà thì ông cũng buồn đấy. Đúng rồi, một mình ông thì buồn lúc nào gọi là hai ba hôm thì đưa xuống thăm ông một lần. Vâng, không quất ạ. Nói chuyện với ai à? Đúng rồi, mình không nói thôi. Đây còn là Quân này. Vâng. Con chào các ông, các bà. Đây, mấy anh cầm thạch này. Cầm đang ngồi kia nhá. Tôi kia xem nhá, ông chặt cây đây. Ông chặt. Đấy, mày ngồi đây nhá. Ngồi đây. Cầm thạch này nhá. Trên này có hai cây to rồi ông ạ. Đây có một cây. Về đây cho cháu đi chặt cho nào. Để đi, ông đẩy nó. Vâng. Tí nó mắc cái sầm mọc này, cái thung này. Tí lấy cái này một cây. Cái này trước à, cháu ơi. Dạ. Vâng. Cô về cho con, cháu từ từ nhé. Chờ bên dưới chứ. Một tí nữa vỡ đấy. Thấp xuống. Chờ trên chứ là tí nữa là phát là vỡ. Cũng rất là cũng rất là vui mừng khi mà được anh Phòng là cho không là anh ấy không lấy tiền đấy, nếu mà lấy tiền thì phải nói là một cây rơi đâu đó tầm độ 50.000. Cái này thì có vẻ như là anh Phòng chưa chặt bao giờ đấy ông nhỉ. Mạnh là ngồi từ đấy đến giờ là ở đây luôn rồi các bác này. Chặt được đủ 5 cây rồi đúng không? Vâng. Hôm nay thì nếu mà không có Quân ủng hộ nữa thì phải nói là hai ông cháu thì không biết là bao giờ mới xong các bác. Nào Quân ơi. Vâng. Nào. Được rồi. Thả hết đi ra kia chứ ông ơi. Thả hết ra bên kia đó chứ. Ai gọi? Em đây. Thằng đi. Không biết có phải anh Phòng gọi không? Bây giờ phía bên này thì có thêm là 3 cây nữa. Mắc ở đâu không?
Giờ là phải trôi, giờ ra bên kia trôi mấy cái kia xuống trước quân ạ. Vâng. Cái này trôi thì đi xuống dưới. Ông ấy mặc xuống đây một. Cho ông ở đây chặt đi. Anh với quân trôi cái này xuống trước này. Anh với quân trôi ba cây này đi xuống. Đi ra mày nha. Quân đi xuống cái kia nhá, cầm trôi xuống cái kia. Vâng. Đây nha mày nha. Được rồi, quân ơi, xong rồi mà ra nhớ nhớ cây này nữa. Được nha, mày nha. Ui. Đừng có bẻ đây nữa. Đi xuống cái thôi. Vâng. Cứ vừa chơi vừa xuống thôi, đừng có đây bẻ đây bẻ làm sao mà được. Quân ơi. Dạ. Giờ ra góc bên này, ra góc bên này kéo kéo anh này đi tiếp này. Vâng. Này là thảo cái là trôi đi tận xuống nó vạch luôn này. Thằng này chứ. Xe xe nữa nè. Ui. Rồi thả đi thôi. Anh với quân ra trôi thêm cây bên này nữa. Cái này là trôi đến tận đâu nhỉ quân nhỉ? Còn tí dưới kia nữa, chỗ đấy là vừa đến đấy, có một đường. À, dưới này có một con đường đi đúng không? Vâng. Cẩn thận. Anh từ từ nhé, để anh, thôi nhé. Vâng. Rồi, được rồi. Bây giờ đi lên trên xem ba cây của ông đang chặt đi thôi. Xin 5 cây ấy, nhưng mà chặt thành 6 cây thôi. Đây, ở đây thì anh Phòng cũng có bảo là chặt là muốn chặt bao nhiêu thì chặt. Anh gọi là anh cho không đấy các bác ạ, mấy cây này. Thế nào? Đây dưới kia có xe máy à? Không đến đâu mà dưới này có một cây, một cái con đường mà tí mình trôi xuống dưới xong rồi mình nhấc ra bên kia. Cái này nó thẳng xuống đây rồi. Vâng. Kéo cái đường nó dài quá rồi. Đây, ở đây thì không phải là xây nhà tầng có bác ạ, cho nên là không phải lấy cái cây trống này nhiều đâu. Cái cây trống này chỉ là gọi là lấy để mà trống cái phần cửa sổ mọi cái thôi, hay là dùng để làm lán thôi. Rồi hôm nay thì cứ chặt số này đi đã, rồi mấy nữa nếu mà trong quá trình làm mà không đủ ấy, thì lại tiếp tục lên xin anh Phòng sau, tại vì là anh ở đây có một cái đồi mà rất là lớn. Cây này thì là cây măng nứa của bác ạ. Trôi xuống, trôi cây này đi xuống mương ấy xong rồi nghỉ ngơi đã ông nhờ. May mà đi chặt cây ở những cái chỗ mà mát mẻ đấy các bác. Nếu mà những chỗ mà không có cây nào, không chỗ nào mà che thì phải nói nóng, cực kỳ là nóng luôn. Ông đưa ra đây để cho quân chặt bớt cây nhỏ này.
Quân thì ở nhà thì em ấy làm những công việc là ở nhà gọi là làm xong rồi thì em mới xuống là tí nhau người Quân thì cũng là rất là nhiệt tình, hầu như là từ lúc làm nhà nền nhà của đào nền nhà của ông thì em ấy cũng lúc nào cũng luôn luôn sẵn sàng xuống giúp đỡ cho ông, cho hai ông cháu đấy. Quân thì là không phải là nuôi một mình em ấy cả, ở nhà thì có cả thêm cả ông với lại cả thêm bà nữa. Còn nếu mà một mình em thì là cuộc sống sẽ lại khác. Một cậu bé mà năm nay mới có 15 tuổi thôi đấy, nhưng mà gồng gánh công việc ở nhà thì nói là như một người lớn luôn các bác. Ông thì cũng chỉ gọi là chỉ có một mình là bố mạnh thôi, chứ còn em Quân thì có cả thêm cả ông này, cả bà nữa, cả bé Hiếu nữa. Chạy bên trên đi Quân, bên trên đấy. Dưới đấy ngọn quá thì không lấy được đâu mà. Toán lại dọa vào. Toán này không biết đi đâu về đây. Đi làm ruộng về à chú Toán? Dương nhà chú thì ở đây à? Dương nhà chú có búi cây tre nào không? Nếu mà thiếu thì xuống nhà chú xin nhá. Chú thì bảo là cứ lấy đi. Này làm lán đi mấy nữa để các chú làm lán nhá. Chơi cái này xuống đi. Ở dưới đây có một cái mưa mà không sao đâu. Nó gieo. Mình lán. Sao mày tiếp bài chứ mày gì? Nhưng cấy cho mày gieo này à? Mày tên lấy dùng mừng như mày. Úp bố cây xanh này nó mùa khô tao mà gì? Quắm. Cho nó mà về mới cho ạ. Lắc ngáo gần nè không. Ý. Cho đây về, cho đây, cho đây. Anh bà. Kéo cái này kia xuống. Ông kéo để đâu để gọn gọn cho. Quân nào kéo hẳn đấy kia đấy. Kéo ra bên góc kia. Vâng. Dạ nhá. Đi. Ông cầm dao. Kéo đi. Kéo đi. Anh lên đi. Kéo đi đi, kéo đi, không sao đâu mà. Đây thì còn có thêm này. Kéo hết cái này đi không là tí nữa. Đây không phải là đất của của chú Toán với lại của anh Phòng. Hả? Đi mày, đi chơi, chạy đi chơi đi. Tôi hôm nay gì? Dễ lắm rồi mà. Lắm rồi. Hả? Không, ông không rơi đâu. Thế ông rơi đấy? Không. À, thuốc nào rơi à? Đi, đi. Đi xuống dưới đây ông ơi. Ừ, vắt rồi mới nọ. Hả? Một vắt à? Một vắt này. Ừ. Chẳng nó. Chú nhảy nha mày nha. Vừa rồi thì cùng với lại ông là trôi hết là ra đến
À, khe suối bên kia đồng bác bây giờ thì lại từ đây để mà đi nữa. Chú Toán đi làm ruộng về chú Toán. Bụi tre này có phải của nhà chú không? Bụi tre này có phải của nhà chú không? Không phải đâu à? Ông bác là của nhà chú ở tít bên kia à? Ngồi nghỉ ngơi tí không ạ? Trôi được mấy cây xuống đây rồi. Mày cho chú xin tí thạch không? Mày là chỉ đi theo thách thạch thôi nhỉ? Bảo cho đi về nhà nhưng mà không chịu các bác ạ. Này. Đây. Quân này lấy đi. Đây. Dạ vâng. Ông ơi. Ông tự lấy đi đây. Mày ăn nào? Đây ngồi đây. Đây ngồi đây. Ngồi đây, ngồi trên dép của chú này. Đấy. Ăn mấy cái cho nó được ăn xong là tiếp tục là làm tiếp không ạ? Chứ này mà nếu mà không có quần ra hồ nữa thì hai ông cháu mình chắc phải hết ngày mà nhờ. Chặt mấy cây này. Căn bản là chặt thì nó đơn giản đó các bác, để vận chuyển nó hơi xa. May mà anh Phòng là còn cho còn cho ở trên này đấy các bác. Nếu mà cho ở tít dấu chỗ khác xa thì đi lấy là vất vả hơn. Vậy ông anh Phòng với lại chủ Toán thì cũng biết rằng là hai ông cháu ấy làm thì cũng qua hộ máy, thành ra là cũng không cho chỗ xa. Mày lấy cho anh quay phim mấy cái mày. Đây. Cho anh quay phim mấy cái. Đi, lấy cho anh quay phim. Đi, anh quay phim ở đâu? Của mày để đây đi, tí lấy sau. Để cho anh quay phim luôn mà. Ngồi xuống đây ăn. Hôm qua thì quên là mua mũ của bác ạ. Thì ra hôm nay đội cái mũ của cháu Lực thì hơi to một chút. Đội cho đỡ nắng thôi. Tổ ông kia là tổ ông của nhà ai đâu? À, của bố ông Quyết à? Quyết ăn lên này. Vâng. Ăn xong là tí mới có sức để làm. Quyết là không có sức để làm đâu. Ăn xong mới một cây vác đi, hiểu không nhỉ? Nhưng tí trôi là cũng chỉ đến cái chỗ gần thửa sắn của ông thôi. Xong là mới bắt đầu vác từ kia lên, từ đấy đây. Hả? Vâng. Cây nào mà trôi được ở đây thì mình trôi vác ở đây đi, còn cây nào trôi ra bên kia vác ở kia đi. Không ngon không? Vâng. Ngon à? Tối nay thì ngủ với ông nhá. Nhá. Hả? Tối nay ngủ với ông nhá. Tối nay ngủ với ông một hôm nhá. Biết chưa? Nào, chú dặn rồi, nói chuyện là không được cược quậy.
tối ngủ với ông nhá. Hả? Còn nói không? Thế tối ngủ với ông hay ngủ với chú? Không nói thì không cho đi nhá. Chú hỏi lại lần cuối, tối ngủ với ông hay ngủ với chú? Hả? Ngủ với chú á? Thế phải nói đâu nào? Nói xem nào. Tối ngủ với ai? Ngủ với chú thôi, thế không ngủ với ông nào? Hả? Thì ông khóc ấy, không ở với ông ấy. Hôm qua thì cho đi chơi thì chắc là lần đầu tiên. Ông đã đi xuống Cốc Bài lần nào chưa ông? Thế ông xuống lần nào không? Lần nào chưa? Trước đi à? Thế đi được bao nhiêu lần cuộc đời của ông ấy? Được 2-3 tháng à? Thế đợt đấy ông ở đấy làm gì? À. Nhưng mà lâu chưa ông? Từ năm 86. Oppo. À, thế năm 86 là ông ở Cốc Bài đúng không? Bây giờ được 30 mấy năm rồi, gần 40 năm rồi. 86 là 30 mấy rồi ấy. Ông được 20 tuổi à? Ồ, thế là từ lúc ông 20 tuổi là ông đã gọi là đặt vào cái đất Cốc Bài thôi. Đợt đấy thì chắc chắn là chưa được phát triển như bây giờ đâu. Bây giờ thì khác lắm ông ạ. Hôm qua Mạnh đi một lần thì có vui không? À. Thế trước là người ta định làm huyện ở dưới Na Trì thôi nhỉ? Thế Mạnh ngồi xuống như nào? Mạnh đi Cốc Bài chơi thì có vui không? Vui. Vui à? Vậy được chơi những gì nào? Đi đến nhỉ? Hôm qua đi với cháu vào. Qua đi cho đi chơi bóng, mua quần áo. Hôm qua là công nhân cầu đường Cốc Bài là chị Vân Nam. À, là ông trước ông đi làm à? Làm bộ đội hay làm gì không? À, công nhân à? Sửa đường cho bộ đội đi. Quá à? Ôi, tưởng chảy máu chứ. Đấy, cười đi. Năm 86 đi đến 9. Vâng. Nhà 31 tuổi như đấy rồi. Vâng. Có bố của Mạnh nhá. Mới được 13 năm là bà mẹ nó không. Thế là ông là chịu ở với bà là được 13 năm thôi. Này có ảnh. Đấy, cái mic cho anh. Bà con sinh năm 1906, năm 1906. Thế là bằng tuổi à? Ông với bà là bằng tuổi nhau. Ông thì ở với vợ được là 13 năm thôi. 13 năm thôi. 3 năm đấy là vợ ông là không còn nữa. Đấy, thưa các bác, vừa rồi thì cùng với lại ông với lại thêm là em Quân nữa đi xin được. Cái này gọi là đi xin đúng không? Đi xin nhà anh Phong để mà mấy nữa thì có thể là làm cái cây chống cửa hay làm có thể là mà lán. Thì lúc đấy là cho mấy anh em thợ là cắt. Bây giờ thì cháu Đức cũng chưa biết là cái kích thước mấy anh em thợ là muốn cắt như thế nào. Thì cứ đem cả cây về đã rồi thì cho mấy anh em thợ là cắt sau. Ở cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Còn chắc là cháu Đức cũng xin được là ghi hình cái video tới đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà con chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Các chị các bác. Bây giờ đi làm gì ông nhỉ? Vừa. Vâng. Bắt cây đi thôi. Bắt cây đi thôi ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào.
Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng của bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được của bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè của bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.